Sự thực thì tôi cũng rất là ngần ngại khi mà nói về chuyện này, là vì sao? Là vì người ta đã nói đến rất nhiều rồi, mở mạng ra đó, không một cái nơi nào mà không nói đến cái chuyện này. Thành thử thứ hai nữa là tôi cũng ngần ngại trong cái chuyện mà như là đánh hội đồng đó, một người cả nước xuống lại đánh, trong khi sự thực đó thì những cái đồng đảng của ông ta, những cái đồng nghiệp của ông ta, những cái người trong đảng của ông ta, những người người khác đó, họ cũng không hơn gì ông ấy hết đó, mà trái lại nữa họ làm những cái chuyện còn động trời hơn nữa. Nhưng mà cuối cùng đó, đó là một cái tin vặt, nhưng là một cái tin vặt nó là biểu tượng cho cả một cái xã hội thối nát lố bịch hiện nay ở Việt Nam, thì nó cũng đáng để cho chúng ta dừng lại vài phút để mà phân tích cái hiện tượng đó, để tìm hiểu thêm về cái xã hội của Việt Nam bây giờ. Mà quả thực đó là những cái chuyện mà lố bịch đó, tiêu xài lố bịch đó, của những cái người ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam đó, thì nó diễn ra mỗi ngày, ai cũng thấy hết đó. Những cái tướng tá mà sống ở trong lâu đài mà khi chết đi thì có những cái mồ mả hàng ngàn thước vuông, trong khi dân không có một chỗ đất, miếng đất để cắm cắm rùi nữa. Những cái chủ tịch xã lương vào khoảng 200 hay 300 đô la một tháng, nhưng mà mua nhà bạc triệu đô la. Rồi cái cảnh những con ông mà cháu cha mà sang bên Mỹ hay sang bên Pháp hay là sang bên Úc đó, mua những cái thương xá, mua những cái nhà lớn khổng lồ đó, như là chúng ta mua một cái ổ bánh mì vậy, mà nó còn tồi tệ hơn nữa nè. Thí dụ như là cái chuyện mà bạt rừng xẻ núi, những cái chuyện mà dành những cái đặc khu cho tàu, hay là những cái chuyện bán biển, bán đất, bán đảo, cái đó nó còn ghê rợn hơn là cái chuyện miếng thịt bò. Nhưng mà tại sao người ta nói đến cái miếng thịt bò hơn tất cả những cái chuyện khác, nó còn rùng rợn hơn, là vì sao? Là vì trong chính trị đó, trong cái truyền thông đó, cái biểu tượng nó quan trọng lắm. Nhiều khi một cái hình ảnh thôi đó, nó nói lên hơn tất cả những cái khác, mà người ta quên tất cả những cái bài diễn văn, quên tất cả những cái cuộc nghiên cứu, người ta chỉ nghĩ đến một cái hình ảnh thôi. Thành ra cái biểu tượng, cái symbol đó là một cái gì rất là quan trọng trong chính trị cũng như là trong truyền thông. Tôi lấy một vài cái thí dụ nhé. Thí dụ như là cái hình ảnh ở bên Âu Châu này này, là hình ảnh ông cựu thủ tướng Đức đó, Helmut Kohl đó, với ông tổng thống Pháp Mitterrand, hai ông nắm tay nhau đi đó. Nó tượng trưng cho cái sự hòa giải của nước Pháp với nước Đức sau cái đệ nhị thế chiến, để xây dựng lại thì cái Liên hiệp Âu Châu. Thì cái hình ảnh nó trên tất cả các báo ấy, nó làm lu mờ tất cả những cái hình ảnh khác của hai quốc gia. Về chiến tranh Việt Nam, cái hình ảnh mà đối với người ngoại quốc đó, cái hình ảnh mà tượng trưng cho chiến tranh Việt Nam đó, là cái hình ảnh cái cô bé chạy tránh bom napalm, cái photo của Nick Wood. Đối với người Việt Nam thì khác, hình ảnh Việt Nam là hình ảnh một cái cô con của một binh sĩ chết, cô cầm cái tấm thẻ bài của bố mà cô khóc ở trong tay. Gần đây nhất đó, là hình ảnh một đứa nhỏ chết ở trên bãi biển, tượng trưng cho tất cả cái bi kịch của di dân ở Trung Đông khi mà họ đến Âu Châu. Thì điều đó nó có cái nghĩa gì? Có cái nghĩa là khi một cái hình ảnh mà nó bám vào trong đầu rồi đó, thì người ta không thể quên được. Người ta quên tất cả những cái chuyện khác, nhưng mà người ta không quên cái hình ảnh đó. Thành thử ra xui cho ông Tô Lâm đó, là cái cảnh mà ông ấy há miệng ông ăn cái miếng thịt bò rát vàng đó, bây giờ đó là nó là tiêu biểu cho tất cả những cái gì gọi là xấu xa của cái chế độ đó. Cái xấu xa đó là cái gì? Đó là sự ngu dốt, đó là cái lố bịch, đó là cái thối nát, đó là cái bất công, cái phi nhân, cái vô cảm và cái vô liêm sỉ của cả một cái chế độ. Thì cái hình ảnh đó đó, bây giờ đó, người Cộng sản họ bắt đầu họ họ thấy cái nguy hiểm của cái hình ảnh đó, nó lan tràn trong khắp cái xã hội ở Việt Nam rồi. Bởi vì có lẽ không có ai hiểu họ, không có ai hiểu cái chuyện mà truyền thông tuyên truyền hơn họ hết đó. Thành thử ra bây giờ họ tìm mọi cách để họ ngăn chặn cái hình ảnh nó lan tràn thêm ở Việt Nam. Cái tin mà tôi vừa mới đọc thấy, mà cái video vừa mới tôi đọc thấy ở trên RFA đó, là một cái ông bán phở, ông ấy bắt chước cái vua thánh rắc muối đó, ông ấy rắc cái hành vô cái tô phở của ông ấy, và ông ấy làm cái điệu bộ như là cái ông mà bán thịt bò rát vàng đó. Thì ông ấy bị cảnh sát gọi lên để hỏi tội,
sự thực thì nó không phải là cái tội gì hết đó. Đó cũng là một cái lố bịch nữa của một cái chế độ nó không có luật pháp. Người ta rắc cái miếng hành thì nó vào cái tội gì, nhưng mà cũng bị gọi lên để mà hỏi. Điều đó chứng tỏ là cái sự lúng túng của cái chế độ hiện tại. Ngu dốt là sao? Là vì ăn một cái miếng thịt bò mà rát vàng thì nó không có ngon lành gì hết, nó không có chứng tỏ cái gì hết, nó không có béo bở cái gì hết, nếu mà nó không có hại, nó chỉ chứng tỏ một cái điều là mình thừa tiền mà thôi. Thực sự cái chuyện rát vàng không phải bây giờ mới có nhé, trong cái lịch sử thế giới đó, từ cái thời cổ xưa ở Ai Cập đó, vua chúa người ta đã ăn cái ăn thức ăn mà có rát vàng rồi, bởi vì cái đó nó chứng tỏ rằng họ không có làm một cái gì hết, họ không có làm một cái gì, họ không có ăn cái gì giống như cái người dân thường hết, họ là một cái giai cấp khác, họ là một cái giai cấp đứng ở trên trên thì đáng lẽ cái đó phải chấm dứt. Nhưng mà bây giờ nó trở lại, thành ra những cái người mà đến ăn ở những cái tiệm như vậy đó, sự thực đó là những cái người mới giàu, gọi là trọc phú. Tôi nói thêm là trong cái văn chương Pháp đã có một cái tác phẩm rất là nổi tiếng đó, của Molière đó, gọi là Le Bourgeois Gentilhomme, được dịch sang tiếng Việt là Trưởng Gia Học Lạm Sang. Thì trong đó ông ấy chế giễu cái vai chính đó, là một cái ông mà giới bình dân mới giàu, nhưng ông ấy làm đủ mọi cách để bắt chước những cái người mà thuộc về quý phái. Nhưng ông ấy càng bày ra những cái trò khỉ ra đấy, thì càng bị cho thiên hạ chê cười. Nhưng mà đối với tôi đó, nghĩ cho cùng đó, thì cái chuyện mà những cái người mới giàu họ làm cái chuyện lố bịch đó, cái đó cũng không có cái gì đáng chỉ trích hết đó. Bởi vì cái sự thanh lịch đó, cái sự biết sống đó, nó phải qua một nhiều thế hệ mới học hỏi được, mới dần dần học hỏi được. Thành thử ra cái chuyện đó quả thực là nó không có gì đáng xấu hết đó. Nhưng mà cái đáng ghê rợn đó là bên cạnh cái lỗ bịch đó đó, nó cộng thêm với cái sự tàn ác, cái sự phi nhân. Và nó vô cảm là vì sao? Là vì cùng một lúc với cái chuyện nó xảy ra, cùng một lúc cái chuyện ăn thịt bò đó đó, thì tôi thấy ở trên TV Pháp đó, người ta nói về cái cảnh một số những cái người mà tị nạn bất hợp pháp đó, hy sinh mạng sống của mình để vượt qua cái biển Manche, để từ cái nước Pháp chạy qua bên Anh để hy vọng để tìm đường sống. Cùng một cái lúc đó, đó thì một cái thì bà chủ tịch của Vietjet đó, bà ấy tặng cho nước Anh một cái trường đại học 150 triệu đô la để cho cái trường nó đổi tên thành cái tên của bà ấy. Nó bất nhân ở cái chỗ là trong khi dân mình đói đó, trong khi dân mình khổ đó, thì cái người mà có quyền đó, có tiền đó, phung phí và tiêu pha một cách hoàn toàn vô trách nhiệm, hoàn toàn bất nhân. Cái đó nó cũng tượng trưng cho cái sự thối nát đó. Thối nát là vì sao? Là vì họ làm tiền một cách quá dễ dàng. Ở những cái xứ mà bình thường đó, một người doanh nhân họ phải cẩn thận, họ biết cái giá trị của đồng tiền, bởi vì cái tiền làm ra đó nó rất là khó. Thứ hai nữa là phải nghĩ đến tương lai, phải nghĩ đến cái chuyện trả lương cho nhân viên, cái chuyện tương lai của nhân viên và cái chuyện đóng thuế nữa. Ở Việt Nam không có cái đó, không phải đóng thuế. Muốn sa thải nhân viên lúc nào cũng được. Thành thử ra họ trở thành giàu có không phải nhờ khả năng, cũng không phải vì làm việc, mà chỉ vì quen thuộc mà thôi. Khi mà cô đã có cái sự quen thuộc rồi đó, cô được trao cho độc quyền một cái gì đó, đó thì một sớm một chiều cô trở thành triệu phú, cô trở thành tỷ phú một cách rất là dễ dàng. Đồng tiền kiếm được nó quá dễ dàng, là như họ tiêu pha một cách quá dễ dàng. Và thêm một cái sự ngu dốt nữa, nó trở thành một cái gì bất nhân và vô cảm. Ở một cái nước bình thường đó, như là cái nước mà chúng tôi đang sống đó, thường thường là người ta vào làm chính trị đó, người ta mất quyền lợi hơn hơn là khi mà người ta ở tư nhân. Trong khi ở Việt Nam đó, thì một người vô sản, một người khô rách ao ôn đó, khi mà vào đảng rồi, khi mà có quyền rồi đó, thì trở thành triệu phú. Thí dụ nhé, ở bên Pháp chẳng hạn, hầu hết những cái người mà làm chính phủ, làm bộ trưởng, làm dân biểu hay là nghị sĩ, thường thường là họ tốt nghiệp ở trường lớn, thí dụ như là trường quốc gia hành chánh,
trường Sciences Po về khoa học chính trị mà ra. Những người đó đó, khi mà họ làm ở tư ở bên ngoài đó, họ lãnh lương gấp 2, gấp 5, gấp 10 lần khi mà họ vào làm chính phủ. Những người đó, đó nếu mà họ làm chủ tịch một cái công ty quốc gia, của một cái công ty lớn, của công ty quốc tế đó, cái số lương của họ có thể gấp 30 lần hay 50 lần cái lương mà ông Tổng thống Pháp. Thành thử là người ta vào làm chính trị là để người ta thực hiện một cái điều gì đó, chứ không phải để làm giàu. Trong khi ở Việt Nam đó, vào làm chính trị để làm giàu. Và từ đó đó, nó đưa đến cái sự thối nát một cách khủng khiếp như hiện nay. Tệ hại nữa đó, là cái tiền mà họ kiếm được nữa đó, không những họ tiêu xài nữa mà họ còn tiêu xài ở ngoại quốc, họ đem ra ngoại quốc. Thành ra tất cả những cái tài nguyên của mình đó, sự giàu có của mình đó, kinh tế của mình đó, họ đưa ra nước ngoài hết. Thì ông Alexis Navalny chẳng hạn, là cái ông đối lập với Putin đang nằm tù bây giờ đó, ông ấy nói như thế này này, là trong một cái nước cộng sản đấy, trong một cái nước độc tài đó, khi mà cán bộ mà kiếm được tiền rồi đó, thì họ tìm mọi cách họ gửi ngay ra ngoại quốc. Là vì sao? Là vì họ không muốn để gần tiền ở bên cạnh những cái ông đồng nghiệp, những cái ông đồng chí hay là những cái ông lãnh đạo, bởi vì họ biết rằng để đó thì sớm muộn cũng bị các ông kia cũ mất. Thành ra sớm muộn thì họ tìm cách họ đưa ra ngoài. Đó là cái hiện trạng bây giờ ở Trung Hoa hay là ở bên Nga hay là ở Việt Nam ngày nay. Nói về cái sự phi nhân đó, cái sự phi nhân đó, hay là cái sự vô cảm đó, tức là cái người giàu ở Việt Nam, những cái ở những cái nước ngoài đó, người giàu khi thường khi mà họ giàu có rồi đó, họ làm những cái foundation từ thiện, hay là họ giúp cho những cái việc mà nghiên cứu về khoa học, về y khoa để cho giúp đỡ cho xã hội ở Việt Nam đó, thì không bao giờ họ nghĩ đến cái chuyện đó hết. Họ chỉ nghĩ đến cái chuyện mà tiêu xài phung phí, mà càng tiêu phung phí nhiều đó, để càng phãnh diện về cái sự phung phí của mình. Tôi lấy một cái thí dụ nhé. Trong khi mà cái bà chủ tịch Vietjet, bà cho cái nước Anh là cái nước giàu có, dư giả, đại học của họ rất là nhiều tiền đó, mà thì ở Việt Nam đó, trẻ con đói, học ở trong những cái trường học nó như là cái chuồng bò, và nhiều cái phải đu dây để vượt sông để đi học nữa. Không bao giờ họ nghĩ đến cái chuyện đó hết. Thì cái sự phi nhân đó, nó đến cái độ mà khó mà tưởng tượng nổi khi mà chúng ta sống ở trong cái xã hội bình thường. Một cái thí dụ khác nữa là gần đây này này, báo chí ngoại quốc đó họ nói là những cái vụ mà buôn người, buôn đàn bà con nít gửi sang những cái nước Ả Rập dầu lửa đó, hầu hết đều có tăng tay chính phủ Việt Nam đứng đằng sau hết đó. Họ đã cung cấp những cái giấy tờ giả cho những trẻ em vị thành niên 14 đến 15 tuổi đó, cung cấp cái giấy như là người trưởng thành để có thể đi lao động được. Và khi mà những cái đàn bà và trẻ em đó bị hành hạ, bị tịch thu giấy tờ, bị đói khát, bị không trả lương hay làm hay là bị đàn áp đủ thứ ấy, không bao giờ họ liên tiến để bênh vực gì hết đó. Thì cái sự phi nhân đó, nó đã đến một cái cùng cực. Cái sự phi nhân nó đến một cái độ là họ lợi dụng ngay cả những cái bất hạnh, những cái đại nạn của người, của đồng hương để kiếm tiền. Thí dụ như trong cái mùa Covid nhé, họ lợi dụng cái việc mà buôn bán vaccine, khẩu trang, thuốc men để làm giàu. Thì trong cái bài hát của Trịnh Công Sơn nó có một cái câu là hát trên những xác người. Bây giờ chúng ta có thể nói là họ làm giàu trên những cái xác người một cách không có gì quá đáng ấy. Thì trong truyện Kiều nó có một cái câu là nghĩ mình phương diện quốc gia, quan trên trông xuống người ta trông vào. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà mình làm quan rồi đó, thì tất cả những cái hành động của mình, tất cả những cái việc làm của mình đều bị người ta nhìn vào, người ta phán đoán hết đó. Thành thử ra khi mà cô đã làm cái chuyện công vụ rồi đó, thì cô không trở thành một, cô không còn là một cái người bình thường nữa. Cô là một cái người đại diện cho cả một cái quốc gia. Nếu mà cô làm xấu ở nước ngoài đó, thì cả thế giới người ta nhìn vào và người ta chê cười cái nước của cô. Bằng chứng là cái chuyện mà ăn thịt bò của ông Tô Lâm bây giờ đó,
trên tất cả các báo chí Pháp, trên tất cả các mạng Pháp, họ đều nói đến hết. Thành ra cái chuyện nói là sau cái giờ làm việc, họ muốn làm gì thì làm, làm cái chuyện rất là khôi hài. Bởi vì nói cho đúng như thế này, nói thật là như thế này. Ông ấy lấy tiền đâu ra để ông ấy đi ăn? Ông ấy đi ăn là ông ấy ăn là cái tiền cướp được. Bởi vì nên nhớ là tôi đọc một cái bảng thống kê, một cái bảng thống kê lương bổng đó, thì lương bổng chính thức đó, của những cái ông bộ trưởng, thủ tướng, chủ tịch nước của Việt Nam đó, là một trong những cái số lương thấp nhất thế giới của những cái người cùng làm một chức vụ. Nhưng mà cái sự tiêu tiêu pha của họ đó thì kinh khủng nhất thế giới. Riêng về cái chuyện mà ông Tô Lâm đó đi dự một cái đại hội, đi dự một cái hội nghị về môi trường, nó đã là một cái chuyện kỳ quái rồi. Vâng. Ở những cái nước khác đó thì người ta hoặc là tổng thống hoặc là thủ tướng dẫn đầu, bởi vì họ đại diện cho quốc gia, nhưng mà trong phái đoàn của họ đó là bộ trưởng về chuyên môn về 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 môi trường và những cái chuyên viên họ nghiên cứu về cái vấn đề đó từ lâu rồi. Thế mang một cái ông bộ trưởng nội vụ, nhất là đội trưởng nội vụ chỉ chuyên về cái chuyện mà đi lùng bắt những cái người mà đối lập với chính quyền, đi dự một cái hội nghị để cứu nhân loại ra khỏi cái đe dọa của môi trường, là một cái chuyện mà không khó mà tưởng tượng nổi. Có lẽ nó chỉ duy nhất dành cho những cái nước cộng sản mà thôi. Còn về cái chuyện ai mời đó thì nó cũng buồn cười không kém. Là vì sao? Là vì dự cái hội nghị này có 197 quốc gia, không có một cái ông bộ trưởng Anh nào đó mà đi mời một ông bộ trưởng hết đó. Mà nếu mà một ông trưởng, bộ trưởng Pháp với Anh mà thí dụ như họ có mời đi nữa đó, thì họ mời bộ trưởng ngoại giao hay là bộ trưởng thương mại để họ bàn với nhau về cái chuyện giao thương hay là giao kết với nhau. Không hay là bộ trưởng môi trường. Dạ vâng, để nói về chuyện môi trường. Hay dạ. Bộ trưởng môi trường. Vâng. Không ai mà đi mời một ông bộ trưởng nội vụ hết đó. Nhất là bộ trưởng nội vụ ở trong một nước chỉ có đàn áp mà thôi. Và nếu mà họ đã mời đi ăn đó, thì họ mời ở một cái tiệm Anh hay là một cái tiệm Pháp, bởi vì đó là cái đặc sản của quốc gia họ, hay là họ mời tòa đại sứ. Không ai điên khùng gì mà đến một cái tiệm ăn rát vàng để ngày hôm sau báo chí khui ra đó, mà chắc chắn là ông sự trưởng sẽ mất chức, mà chắc chắn là chính phủ sẽ lao đào. Mà cái chuyện đó tôi nói không phải là tôi nói khơi khơi cho có nhé. Ở Pháp này chẳng hạn, tôi đưa một cái thí dụ là ông chủ tịch quốc hội Pháp đó, ông François de Rugy đó, một trong những cái ông mà làm chính trị có vai vế ở bên Pháp đó, ông ấy làm chủ tịch hạ viện. Thế một hôm năm ngoái này, có một tờ báo nó tung ra cái chuyện là khi mà ông ấy tiếp tân, ông ấy mời khách ăn tôm hùm. Sự thực thì tôm hùm đó nó đắt hơn cái món ăn thường một chút, nhưng mà nó không phải là cao lương mỹ vị gì, không phải là cái đồ mà hiếm hoi gì để quá đắt đỏ. Nhưng mà báo chí họ nói đến suốt ngày, rồi đối lập nói suốt ngày, rồi dân chúng biểu tình nữa. Cuối cùng ông phải từ chức. Một cái chuyện khác đó là ở Phần Lan đó, bà thủ tướng bà ấy điêu đứng về cái chuyện mà báo chí khui ra, là buổi sáng đó, bà đã dùng công quỹ để ăn sáng. Tôi đọc kỹ lại đó, thì cái số tiền mà ăn sáng mà người ta tố cáo đó là 300 euro một tháng, tức là vào khoảng 10 đồng một ngày. Nó không có nghĩa lý gì hết đó. Nên nhớ là cái số lương của người Phần Lan đó, lương trung bình của người Phần Lan là 43.000 euro một năm, tức là trong khi nước Việt Nam là 230 đô la, tức là 200 euro một tháng và khoảng 2.000 đô la một năm, tức là cái lương của một cái người ở Hoa Lan, của Phần Lan đó, nó gấp 20 lần lương của người Việt Nam. Như vậy chỉ vì một cái bữa ăn 10 đô la thôi mà gây cả một cái sóng gió ở trên media của Phần Lan. Bởi vì sao? Bởi vì họ cho biết là tổng thống ấy, hay là trước đây là thủ tướng, những cái thủ tướng khác đó, tất cả những cái chuyện ăn uống của họ đó đều là tự túc hết, tiền điện tiền nước đều là họ tự túc hết. Thì là cái chuyện mà tiêu xài công quỹ đó, đối với họ đó, nó là một cái gì phải hoàn toàn minh bạch.
không thể nào mà có cái chuyện lem nhem được. Từ từ đồng xu một, bởi vì cái đồng xu đó là đồng xu của dân đóng thuế vào, và đóng thuế vào để làm việc nước, để làm việc công ích, chứ không phải để cho những ông lớn ăn tiêu. Sự thực thì nó cũng không phải là một cái nghịch lý nữa, là nó gần như là một cái chuyện đương nhiên rồi. Là vì sao? Là vì bây giờ đó, đối với người cộng sản đó, nó không còn một cái mục tiêu gì hết đó. À, cái chuyện mà xây dựng một cái thế giới đại đồng đó bây giờ nó trở thành một cái chuyện khôi hài. Cái chuyện mà tranh đấu cho tự do, cho độc lập của đất nước đó, nó cũng không hài không kém, bởi vì bây giờ đó là cái đất nước nó đô hộ mà họ bán nước một cách rất là dễ dàng. Thành ra cái chuyện bây giờ còn lại đó, cái mục tiêu chính ở đời bây giờ đó, ở trong một cái nước như là nước Việt Nam là tiền, chỉ có tiền mà thôi, chỉ có vật chất mà thôi. Thành ra khi mà đặt cái đó là mục tiêu rồi đó, thì tất cả những cái phương tiện khác để đi đến cái mục tiêu đó đó đều là đều phải dùng đến hết, không có cái gì ngần ngại hết đó. Bây giờ tôi nói chuyện nó có vẻ triết học một chút nhé. Thì có một cái ông triết gia, ông ấy nói như thế này. Ông nói là trong con người đó, con vật với con người nó có một phần một con vật mà một phần của con người. Mà trước khi mà mình trở thành một cái con người đó, con lương tri đó, thì mình đã là con vật rồi. Mà cái đoạn đường đó, đi từ con vật đến con người đó, nó rất là dài, nó rất là lâu, nó hàng năm, nó hàng thế kỷ, mà nó nhờ giáo dục, nó nhờ tôn giáo, nó nhờ giáo dục gia đình, giáo dục xã hội, giáo dục trường học, nó nhờ cái văn hóa. Thế khi mà người cộng sản đó, họ tiêu diệt tất cả những cái đó, họ tiêu diệt tôn giáo, họ tiêu diệt giáo dục, họ tiêu diệt những cái giá trị cũ của một cái xã hội, họ gọi là giá hội kiểu tư sản đó, thì cái xã hội nó không còn cái gì hết, nó không còn một cái giá trị gì hết, nó không còn một cái gì nó về tinh thần hết á, nó chỉ còn một cái là vật chất và tiền bạc mà thôi. Thì khi mà cái lý tưởng của con người, cái lý tưởng của xã hội đó, nó kết lại đó, còn là vật chất, còn là tiền bạc đó, thì cái hiện tượng xã hội nó thối nát, nó vô cảm, nó bất nhân đó, là một cái chuyện tất yếu. Thì tóm lại đó, để nói về cái chuyện ông Tô Lâm này đó, nó là một cái chuyện vặt, nó là một cái chuyện nhỏ, nhưng mà nó gây khốn đốn cho chính phủ. Là vì sao? Là vì mọi người, người ta nhìn thấy cái đó và người ta hiểu hơn bao giờ hết cái thực chất của cái chế độ nó như thế nào. Cái sự bất công và cái sự thối nát đó, nó còn kinh khủng hơn nữa khi mà nó không còn luật pháp. Nói cho đúng nữa thì nó có hai luật pháp: một cái luật pháp dành cho cái người dân thấp cổ bé miệng, và một cái luật pháp dành cho những người trong đảng. Không có luân lý, không có lương tri, không có giáo dục, mà không có cả luật pháp nữa đó, thì cái sự hỗn loạn, thối nát, bệ rạc là cái chuyện không thể tránh được. Tôi thêm một câu để kết luận ha. Để kết luận đó, có lẽ chúng ta phải cảm ơn ông Tô Lâm, là vì chỉ nhờ có ông đó, nhờ có bữa cơm bằng rát vàng của ông đó, người ta hiểu cái thực chất của chế độ hơn hàng trăm, hơn hàng ngàn bài tích về cái chế độ cộng sản. Và nhờ cái ông Tô Lâm đó, mà tất cả những cái công trình, những cái nỗ lực, những cái cố gắng của hàng ngàn dư luận viên ăn tiền của công quỹ để làm việc đó, nó thành đổ xuống sông, xuống biển hết. Đấy, nhạt đòn chí mạng đấy. Nhạt nữa. Ui trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi.
Nói này thôi. Cái mõm vào đây. Buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi. Rào củ thế. Đập vào cung họng. Đấy, được rồi. Rò vào, đứng vào. Rào củ sao? Nhưng ra bắt đầu chặt đi xong lấy chảy ra. Thấy này cái mõm nó này hất ra thì cho. Thế mà tiết nó phải chảy ống ọc cơ. Kéo đánh cái cành rồi. Hứng nữa vào, hứng mấy thì nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nó ra đấy. Nó dốc về cái cành nhỏ. Dốc nó ra, đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở. Nó còn thở mà. Nó còn thở mà.